Chỉ cần là tìm cái gì thôi mà, có khó gì đâu. Chỉ cần tìm cái gì thì chủ xe phải hợp tác. Không thông báo tìm cái gì thì làm sao ta mở cửa cho anh vào nhà tìm? Tìm cái gì nào? Bây giờ các anh đi, bây giờ anh tìm trên xe tôi là cái gì tôi mới cho các anh tìm. Quay đi, quay đi, quay đi, hỏi cuối cùng này. Quay đi để bằng chứng. Thì đây phía này là quyết định khám em đưa rồi. Bây giờ thì phía đoàn kiểm tra là yêu cầu về phía nhà xe là mở mở xe và mở cả cốp xe để cho em khám theo quyết định khám đã công bố. Bây giờ tôi nói luôn nhá, quay quay trực tiếp. Chị có chấp hành hay không chấp hành thôi. À bây giờ anh phải lấy cho anh cho tôi nói. Không, chị nói chị nói chị đang chơi nhiều rồi. Tôi chỉ nói với anh như này. Chơi rồi. Tôi chìa khóa thì thực sự là tôi không biết, là bởi vì hôm qua các anh cẩu xe về thì các anh làm gì tôi không biết. À, khóa xe thì do tôi chìa khóa. À không không không, lái sự sự là lái xe cũng không khóa. Dạ thì đó là gì nói. Thực sự ra là các anh cẩu xe về như thế nào thì hiện trạng của các anh cẩu về thế nào thì tôi cũng chưa nắm được. Còn bây giờ các anh tìm cái gì tôi cũng chưa biết. Và thực sự là để mà tôi cung cấp cho khóa cho các anh á, thì tôi phải có được cái biên bản ban đầu của các anh làm việc với lái xe của tôi. Có nghĩa là chị không chấp hành phải không? À không chấp hành chứ. Đúng, rồi, anh đừng cãi tôi. Tôi chấp hành nhưng mà bây giờ các anh cẩu cái xe của tôi. Mở đó, yêu cầu chị mở đó. Tôi vừa Hà Nội vào đây sao tôi mở? Yêu cầu tài xế mới rồi. Tài xế thì hôm qua là các anh cẩu xe đi, tài xế ở lại. Tài xế đâu? Mở đâu? Tài xế trả lời đi. Hôm qua người ta làm gì? Khóa xe mà đi. Hôm qua các em này, hôm qua các em cẩu xe về thế nào? À đây, hôm qua các anh cẩu xe thế nào về? Qua các anh cẩu về, các anh cũng không lập chứ anh có mở khóa không? À, tôi không có chìa khóa, trả lời. Mở khẩu trang ra. Tôi không có chìa khóa. Rồi, anh không mở xe. À không, không có chìa khóa là bởi vì hôm qua các anh cẩu xe về tôi không biết. Ok. Trả lời vậy rõ ràng thôi. Đúng rồi. Cứ làm đi, về cái gì đâu mà tiến hành mà cuối cùng chả có ông nào làm đúng thì chết. Các anh đừng có nói cái chuyện làm xong mới có đầy đủ thủ tục. Các anh làm việc với dân, các anh phải có biên bản từ ban đầu chứ. Anh nói chuyện là giống như thể là anh nghiệp vụ của anh như thế nào, tôi cũng đặt câu dấu hỏi luôn. Thì cứ đặt câu hỏi chứ sao? Tôi đặt câu hỏi với anh, tôi chả hiểu các anh. Anh cẩu cái xe tôi về đây, tôi yêu cầu cho tôi cái quyết định. Các anh không đưa. Rồi bây giờ các anh cẩu tự động cẩu cái xe về đây, rồi tự động anh dán niêm phong. Giờ anh bảo tôi đưa chìa khóa, tôi biết chỗ nào tôi đưa. Cái khác gì bảo là có đĩa được không, tao mới cưới. Vơ vẩn, các anh làm việc mà các anh không có một cái gì. Các anh cẩu xe về đây. 3-4 lần là cẩu ai cẩu. Niêm phong không dán. Không có liên quan đến với tôi cả, với tôi biết sao được. Rõ ràng trong trong cuộc gọi điện thoại cứ bảo anh là bây giờ ai là người cẩu xe về. Tôi hỏi 4-5 lần luôn. Mà hôm qua các anh không dám niêm phong, các anh cẩu đi thì các 4-5 lần. Bỏ khẩu trang ra. Không, các em không về thì các em định đứng ở ngoài đường à? Có xe à? Có làm những cái gì trên xe không? Không trả lời gì. Mà lúc các anh cẩu vào đang có hình ảnh đầy đủ mà. Tìm cái gì? Không, này, bây giờ nhất trí thôi, đâu có gì đâu. Mà không nói, gọi không trả lời. Hỏi tìm hàng gì cũng không nói. Nó giữa ở đường luôn đấy, chứ nó vào đây nữa. Tắt máy đi anh ơi. Bây giờ cái gì thì dân cái. Trả lời làm việc mà dân hỏi không trả lời thì sao không? Hỏi là tìm cái gì cũng chả nói. Hỏi tên anh cũng không cho tôi biết tên. Cảnh sát giao thông ở ngoài đường không đeo bảng tên cho nhìn thấy. Anh là này, hỏi tên không cho biết tên luôn. Đây làm việc mà đi. Đó là mình làm công việc nhà nước đấy. Mà dân hỏi không trả lời. Tự động cẩu xe về. Dân hỏi mày trả lời chứ. Dân hỏi mày. Không thèm trả lời với dân nữa luôn. Hỏi 4-5 lần đi vòng quanh xe cứ theo lui hỏi. Hỏi anh tên gì anh không nói. Không nói luôn đấy. Đó là anh mà... trưởng ở đường Tránh Huế đấy. Mà hỏi là anh đi tìm cái gì? Anh đi tìm cái gì? Không được gì đâu, phải giấu tên. Chắc cái gì mà nói nhỏ hết. Thì em nào phụ xe thì mày hỏi đúng không? Chứ không phải...
kệ người ta. Bây giờ mình chỉ... Nhưng mà chả hiểu tại sao mà chỗ nào cũng cứ làm cái kiểu này không à. Giờ chỉ yêu cầu là... Anh phải nói cho người ta biết chứ. Anh phải cho biết là anh đang đi tìm cái gì. Anh đi vô nhà anh đi tìm cái gì. Tôi cho anh lục ngay. Anh không nói sao được. Bây giờ các anh tự động các anh làm ẩu. Cẩu một cái xe ở ngoài đường đâu phải đơn giản đâu. Anh muốn làm cái gì thì làm. Anh phải có cái quy trình của anh chứ. Anh muốn đảm bảo được thì anh phải quay lại clip của các anh làm việc. Các anh không làm, toàn tự dân người ta làm thôi. Anh cẩu xe, các anh không hề có một cái gì gọi là cái quyết định cẩu xe hay một cái niêm phong xe ở ngoài đường, hay là anh không báo cáo là xe này vi phạm lỗi gì, không. Tự đằng cổng về là cẩu về đây thôi, hay thật, tôi không chả hiểu cái ông công an giao thông này, ông có lộng quyền cái nào. Niêm phong thì không dán, tự nhiên về đây dán niêm phong rồi bắt đầu là rồi đi bảo mở niêm phong. Bây giờ tôi đồng ý cho anh kiểm, nhưng bây giờ anh phải cho tôi biết là anh kiểm cái gì thì tôi mới hợp tác với anh. Anh tìm cái gì thì tôi sẽ cung cấp cho anh. Bây giờ anh không nói là anh đi tìm cái gì ở trên xe tôi thì làm sao mà tôi cung cấp cho anh được. Tôi chịu thua luôn. Không biết là nào khi cái mọi người làm việc thế này. Vì bản thân tôi thì tôi đã biết rồi. Làm sao mà chở hàng cấm hàng lậu được. Nhưng mà hàng cấm hàng lậu là hàng gì? Tự động mở cốp. Tự động cẩu xe về. Tự động cẩu xe về, tự động đưa xe về đây rồi tự động cẩu, tự động làm. Không có cái gì cả, giờ về bảo chủ xe đưa chìa khóa. Khóa đâu đưa? Chìa khóa đâu đưa? Tại hiện trường các anh có lập biên bản là xe này bị cái gì đâu, lỗi gì đâu, đưa về đâu? Không. Giờ về đây tôi chỉ cần là cho tôi một cái tờ giấy gì thể hiện tôi bị thôi. Không. Sáng giờ nói chuyện rất tình cảm rồi. Các anh muốn làm gì cũng được, nhưng cho tôi một cái giấy tờ thể hiện là lái xe nó vi phạm không, lái xe không vi phạm lỗi cẩu xe. Xe của tôi cũng không thể hiện là có một cái tội trạng gì gọi là lỗi cẩu xe, tai nạn thì không, mà tự dưng lại cẩu về đây rồi bây giờ làm việc sao buồn cười quá. Thôi cán bộ ơi, làm việc nó phải đúng, làm việc phải cho dân người ta hỏi cái gì thì hỏi. Đã làm sai rồi, các anh đã làm sai quy trình ban đầu rồi. Có làm sai quy trình ban đầu rồi thì cỡ nào cũng sai thôi. Anh cẩu xe người ta về thì anh phải có một cái quyết định thể hiện người ta bị lỗi gì, chở cái hàng gì để mà phải cẩu xe, phải thể hiện người ta cẩu bị cái hàng gì để cẩu xe chứ không. Tự động niêm phong, tự động cấu xe, tự động này, tự động kia. Ông viện kiểm sát ông đi mất tiêu rồi. Ông biết công an làm sai, ông đi về rồi. Cứ bảo viện kiểm sát làm chứng. Chả thấy viện kiểm sát đâu rồi, đi về mất rồi. Mở niêm phong rồi. Bây giờ đây, chìa khóa của tôi mất ở đâu rồi không biết. Cho làm biên bản mở. Không biết là tư thù cá nhân gì.
ở Hương Trà. Nó cứ tưởng là mình có hàng lậu, anh hiểu không? Hàng lắm. Mà quy trình làm việc kiểu này rồi, không có quy trình thế này rồi bị hư hỏng rồi đền ai đừng biết nữa. Chả biết đền ai được. Cứ dụ nó đưa hết các giấy tờ, không có chứng, không có dấu má gì, đưa hết vào đây. Chả có cái giấy tờ gì làm ấu. Làm sao dám? Làm sai làm sao dám làm bằng giấy tờ thật? Đó. Làm sao dám lấy giấy tờ của pháp luật ta làm được? Toàn lấy giấy trắng không ạ? Từ hôm qua giờ ngoài đường toàn lấy giấy trắng. Giờ này còn chưa có cái quyết định gì, các ông đòi là lục ra là ông biết coi có tìm tội. Làm sao tìm tội được? Các ông cấu cái xe về đông tự động cấu xe về đây rồi ông không báo tội của người ta từ ban đầu. Mà bây giờ ông báo để lục ra để đi tìm tội. Vô lý thật, tại sao mà buồn với quá không? Luật nào mà luật chán thế nguyên này. Cái gì thì cái chứ nó cũng phải thực hiện theo pháp luật chứ. Làm cho dân người ta phải dân người ta phải ấy chứ đấy. Giờ các ông thấy không, làm việc chán lắm rồi, tắc trách lắm rồi bạn ơi. Chả hiểu giờ các anh ấy làm việc thế nào. Đây bây giờ cuối cùng là đứng ngắm nhau thì giờ không biết chờ đợi cái gì nữa mọi người. Phép vua thua lệ làng. May mà phát trực tiếp. Công an đâu có dám phát trực tiếp đâu. Đang bàn bạc. Đang bạc mà cứ nghĩ là trên xe mình chắc phải nhiều hàng lậu hàng cấm lắm. Như hôm vừa rồi giao linh đó các bạn khổ lắm thôi. Làm hùng hồn vậy đấy nhưng mà xong rồi bắt đầu lại xin. Chán lắm. Cái kiểu này rồi sao đây trời. Hết tính này bắt vô rồi xong rồi làm xong rồi xin. Hết tính kia bắt vào xong làm xong xin. Cái ông giao linh ông còn có được cái quyết định giữ xe. Hiểu không? Cái ông đây chả có cái giấy gì cả. Đến giờ phút này chả có cái giấy gì cả mà dám cẩu xe về đây. Láo thật. Mà cảnh sát giao thông cẩu chứ. Cảnh sát giao thông là người cẩu xe về đây nhưng mà lại không có một cái giấy gì thể hiện cái xe này vi phạm lỗi của cảnh sát giao thông. Rồi đến sang quản lý thị trường thì ông quản lý thị trường cũng không nói được cái gì ở trên cái xe này nó vi phạm. Ê, buồn cười, sao mà chán thật các ông, buồn. Làm nó phải cho nó đúng luật chứ, trời ơi. Làm cái gì phải làm đúng. Làm không đúng thì làm sao được. Thật sự ra là khuyên lê cũng khổ. Cái tỉnh này thử một tí, tỉnh kia thử một tí cũng chán. Biết sai nhưng vẫn làm. Các bạn ạ, biết sai nhưng vẫn làm. Vì họ cứ muốn là họ lục cái xe của mình để họ tìm ra được một cái hàng gì ở trên xe. Để lúc đó họ mới ra quyết định để họ phạt mình. Đấy, nhưng mà mình bảo là bây giờ á, muốn làm gì phải cho một cái tờ giấy, một cái quyết định, hay là một cái biên bản, hay là một cái gì đó thể hiện là mình có tội. Bây giờ lái xe thì không có tội về phần cấu xe của cảnh sát giao thông. Mà chủ xe đến gặp cảnh sát giao thông bảo rằng là cho tôi cái giấy gì thể hiện cái xe của tôi vi phạm để cảnh sát giao thông phải cấu về đây. Cảnh sát giao thông không đưa. Thế rồi tiếp tục cảnh sát giao thông lại đẩy con quản lý thị trường. Mà luật của quản lý thị trường mà khi ra quyết định là phải bàn giao cho lái xe một tờ. Ông không đưa. Ông đưa cái quyết định chặn xe ở ngoài hà đường quốc lộ 1 từ sáng hôm qua. Rồi đến giờ phút này ông vẫn chưa đưa cho lái xe một tờ. Hoặc chủ xe một tờ. Lúc nãy tôi phát trực tiếp đấy. Tôi xin mãi rồi ông với xe cho tôi.
thì các bạn nghĩ là quản lý thị trường làm nó đúng chưa? Giờ tôi bảo các anh bảo tôi không hợp tác, tôi bảo tôi là chủ xe đấy, tôi sẽ hợp tác để cho các anh kiểm tra xe, nhưng với điều kiện các anh đang đi tìm cái gì trên xe của tôi, anh cho tôi biết. Anh tìm cái gì tôi sẽ hợp tác. Giờ họ không nói, họ bảo để họ lục đi rồi xong rồi họ mới nói. Tôi bảo không được. Bây giờ anh lục, bây giờ tôi ví dụ trên xe tôi không có cái mặt hàng A mà anh lục, rồi tí anh bảo tôi là có thì làm sao, đúng không? Mà thực sự anh cẩu cái xe tôi hôm qua về, anh không niêm phong, về đến cảnh sát giao thông tự anh niêm phong. Anh phải có cái biên bản niêm phong ở ngoài đường, gồm những ai. Ví dụ chẳng hạn như anh phải quay lại được cái cảnh anh niêm phong. Giờ này chả có. Công an không có cái cảnh của anh niêm phong, mà công an cũng không có cái cảnh là đưa bàn giao những cái giấy tờ liên quan cho xe. Không. À, coi như tự công an giao thông làm hết. Đến giờ phút này, giờ phút này tôi hỏi công an giao thông là cho tôi cái tờ giấy gì thể hiện xe tôi vi phạm. Không. Không được. Tôi chả hiểu. Thế tôi hỏi bây giờ bên quản lý thị trường xe tôi vi phạm cái gì? Không. Là chở hàng. Xe ông bảo tôi là có dấu hiệu chở hàng, hàng nhập lậu. Thế tôi bây giờ ơi, anh phải cho tôi biết tôi chở hàng nhập lậu gì. Ông không biết. Ông bảo để ông khám đã. Thế giờ tôi hỏi các bạn, để ông khám xong thì các ông phải sao nhỉ? Các ông đang đi vô nhà khám, đi vô xe tôi để khám, khám cái gì nhỉ? Tìm cái gì ta? Rồi không có mở bài thì làm sao có kết luận được? Buồn quá pháp luật ơi. Bây giờ đứng nhìn, báo bây giờ tôi đưa chìa khóa. Tôi từ Hà Nội tôi vào đây tôi biết chìa khóa chỗ nào. Trong cái lái xe của tôi thì hôm qua bảo anh tên gì, cho tôi cái quyết định cấu xe. Vì sao cấu không đưa tự động làm tính cấu. Tôi cấu xong rồi thì bây giờ về hỏi tài xế là chìa khóa đâu, tài xế sao biết. Hôm qua tài xế xuống rồi, ở ngoài đường tài xế đứng từ sáng đến 2 giờ chiều. Tài xế đứng từ sáng đến 2 giờ chiều. Đói, khách xỉu, phải đưa khách đi ăn. Đúng không? Và tôi yêu cầu tài xế là quay được cái cảnh là móc cẩu, cẩu về, không dán niêm phong là được rồi. Vì tôi đã có hình ảnh thôi. Rồi, thôi bây giờ anh cẩu xe tôi mà anh không lập biên bản, anh không có hội đồng dán niêm phong, ông không cẩu xe, ông không tuyên bố lý do vì sao ông cẩu xe tôi mà tự động ông cẩu về đây. Đúng không? Ông cũng không báo với chủ xe là chúng tôi cẩu xe của chị về đơn vị nào. Không. Tôi là phải đi hỏi, hỏi thăm mãi mới tới đây được. Hùng hổ lắm các bạn ạ. Tôi chả hiểu các anh ấy làm việc về cá nhân hay là về luật pháp mà các anh hùng hổ lắm. Cứ làm giống như tôi là tội phạm. Tội phạm hình sự là phải ấy. Tôi chả hiểu nữa. Trong cái trường hợp của tôi thì các anh cũng không phải là bắt quả tang. Đúng không? Các anh làm việc tôi đã bảo các anh làm sai quy trình lắm rồi. Tôi nói rồi. Tôi các anh đã bảo làm sai quy trình rồi mà các anh vẫn không nghĩ. Các anh cứ bảo thế này. Các ông là cũng dùng theo cái chiêu giống như ở Do Linh ấy. Là ông sẽ lục xong bắt đầu là xong rồi bắt đầu là ông phải tìm hàng hóa là ông phải kết tội. Trời ơi, luật sao kỳ thế. Thế tôi hỏi các ông lục, mục đích ông lục ông tìm cái gì? Thì những các cái hư hỏng ở trên xe ai chịu trách nhiệm cho tôi? Các ông lục thì không phải khui. Các ông khui các ông phải dở. Các ông phải đạp. Các ông phải bốc lên bốc xuống. Vậy nó mất niêm phong, rồi nó hư hỏng hàng hóa, thì ai là người chịu trách nhiệm? Các bạn cho tôi biết với. Thế bây giờ đi tìm chìa khóa để mở cốp không có. Đúng không? Giờ người ta đang đi tìm người phá khóa. Thế quản lý thị trường tìm người vào phá cốp xe thì mọi người làm đúng hay sai? Đúng hay sai? Tôi nói thật nhé, cái này mà làm việc chỉ cần là bảo chúng tôi trên xe này chở một số hàng cấm, đó là ví dụ thuốc lá ngoại nhập, nhưng yêu cầu chủ xe không mở.
giờ lại không biết là bác có phải tìm cái gì không biết này. Mọi người làm chứng ạ. Mọi người làm chứng cho tôi bây giờ là phá cốt và tìm cái gì. Không biết là phá cốt tìm cái gì tôi cũng chịu thua luôn. Phải có đi tìm chứ. Bây giờ đang tụ tập để phá cốt. Tôi đã bảo rồi, đã sai rồi thì cứ càng sai thôi mọi người ạ. Coi tài sản của người dân rất bình thường, tự động cáo về rồi tự động làm hết. Giờ này tôi chưa có được cái giấy gì, chán lắm. Những cái việc này quen với Khuyên Lê rồi, Khuyên Lê quen quá. Khuyên Lê quen cái việc này quá rồi. Cứ các đồng chí cứ thử mình. Thử giống như thử vaccine COVID. Thử giống như thử vaccine COVID. Buồn chán. Làm việc buồn cười lắm, để chết rồi. Hăng lên thì thế bây giờ mới lúc xong rồi. Giờ không biết làm sao. Mọi người giờ đang tụm 5, tụm 7 mà tôi buồn cười này. Đó. Làm việc pháp luật mà đụng đến đâu thì đụng đến đâu là chạy sành sạch hết đó. Các bạn yên tâm, tôi thì cũng đầy đủ hết, đầy đủ các bằng chứng, đầy đủ những các cái gì đấy lại chạy vô. Tôi đã bảo rồi, phép tính đầu tiên sai rồi thì làm sao mà đúng được. Lắm thầy thối ma. Chỉ tội cái thằng lính. Lính chạy ra thì sếp chỉ kiểu này, lính chạy ra sếp đi ra, lắm thầy tốt. Cái gì? Viện kiểm sát đi đâu rồi á? Về rồi. Chức năng của viện kiểm sát đâu về vậy đâu. Làm đúng đi em ạ. À. Chị nói thật đấy. Chị chỉ mong làm đúng thôi. Làm... Chị nói thật với em nhé. Chị nói thật với em nhé. Làm sai quy trình rồi thì chị đã nói rồi. Khi quy trình sản xuất một cái sản phẩm nào đó mà anh đã làm sai quy trình rồi thì cái sản phẩm đó không bao giờ ra đúng được. Không em, chị nói thật. Đã quy trình sai rồi làm sao đúng được. Đấy, anh cẩu cái xe của người ta về. Người dân người ta có đầy đủ các cái clip, đầy đủ những các cái hình ảnh mà cảnh sát giao thông làm không đúng quy trình. Nhưng cảnh sát giao thông lại không có. Chị nói thật với em, chị đố cảnh sát giao thông đưa được cái clip nào mà cảnh sát giao thông niêm phong xe ở ngoài đường. Làm gì có. Em hiểu chị nói không? Nhưng mà đây này. Cho xem này. Camera trên xe chị thì 3 camera. 8 mắt camera. Cho anh xem chi tiết luôn này. Đây. Em mở cho anh xem. Mà bữa hôm đó chị phát trực tiếp. Không, anh xem anh không xóa đâu, chị chia sẻ rồi. À, chị lưu rồi. Không có đi nhưng mà người nào mà người ta xóa là em mất. Cái mất cái điện thoại em mở bằng sao. À không, em xóa trên máy chủ của em là mất. Nhưng chị đã ghi, chị đã quay thành clip rồi.
chị đã chia sẻ về máy chủ mà về máy xong bắt đầu là chị quay thành clip để chị bỏ về thẻ USB rồi. Muốn siết chặt pháp luật là phải làm như thế. Cậu đi rồi chứ bây giờ không về à? Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều ông cậu xe người ta đi rồi, ông không đọc lệnh, ông không dán niêm phong, ông không đưa cho người ta. Không, bây giờ lại lục xong này mà không có hàng cấm hàng lậu á. Bắt đầu chị ơi uống nước trà. Chị uống nước trà tối chị là mất ngủ. Đấy, nhiều rồi. 7 tỉnh rồi. 7 tỉnh ra đâu phải 1 tỉnh đâu. Thì tôi đã bảo trong quy trình lục hàng hóa là bắt buộc phải ảnh hưởng đến những mặt hàng khác. Thì phải cho tôi biết là anh đang đi tìm cái gì. Anh đi tìm mặt hàng gì tôi sẽ hợp tác với các anh. Để sau khi các anh tìm cái mặt hàng đó không có, anh phải chịu cái trách nhiệm từ hôm qua đến giờ. Anh cẩu cái xe tôi từ ngoài đường về đấy mà. Đúng không? Anh cẩu cái xe tôi từ ngoài đường về đây. Anh phải chịu trách nhiệm về cái thời gian. Đúng không? Và anh phải cho tôi cái người nào mà là người ký quyết định thì tôi mới khởi kiện người đó được. Nhưng bây giờ không có một cái người nào đưa cho mình một cái tờ giấy gì thể hiện người đó là người ký chỉ đạo. Thì tôi hỏi mọi người là tôi cực kiện ai? Tôi kiện củ khoai à? Hả? Tôi kiện củ khoai à? Đấy, tôi phát trực tiếp mọi người thấy đấy. Từ đầu tới cuối chả đưa cho tôi cái gì cả. Mà tôi nói thật với các bạn chứ, công an giao thông mà đưa được cái clip mà hay là cái hình ảnh gì mà công an giao thông niêm phong tôi ở ngoài đường nhé, thì tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi có nhưng cảnh sát giao thông không có. Chặn xe tôi có cái luật kênh công an giao thông này. Tôi có camera trên xe mà. Công an giao thông chặn tôi từ lúc 7 giờ 25 phút ngày hôm qua. Xong rồi bắt tôi đứng ngoài đường 3 tiếng đồng hồ để công an giao thông gọi cảnh sát kinh tế. Tôi vẫn chờ. Đúng không? Vì cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường có muốn làm gì thì cũng phải thể hiện, phải thông báo cho tôi biết tôi vi phạm cái gì. Tôi có chạy đâu. Tôi vẫn đứng ngoài đường. Tôi chờ kinh tế. 3 tiếng đồng hồ tôi đứng ở ngoài đường. 3 tiếng đồng hồ tôi đứng ngoài đường, kinh tế không đến. Không đến thì tôi mới bảo công an giao thông tại sao giờ này mà không có kinh tế. Thì 10 phút sau quản lý thị trường tới. Quản lý thị trường tới đem một cái quyết định ghi vội ghi vàng. Ông đem cái quyết định tới ông cũng không xé cho lái xe tờ. Ông cầm luôn cả quyển ông đọc. Lái xe không có cái tờ gì thể hiện. Không có cái bằng chứng gì là tài xế cầm được cái quyết định của quản lý thị trường. Thế tôi hỏi mọi người cái quyết định thì ông quản lý thị trường ông tự ghi. Xong ông tự cầm. Cái ông Lục cũng khám xong không có cái gì. Rồi thôi. Thế bằng chứng đâu của chủ xe thể hiện là ông quản lý thị trường chặn xe của tôi? Nếu không có phát trực tiếp. Vì ông không đưa thì lấy gì để có bằng chứng là cái ông quản lý thị trường chặn kiểm tra xe tôi? Đúng không? Thế từ hôm qua đến giờ, cái quyết định của quản lý thị trường ông vẫn giữ trong cặp ông ấy. Giờ này tôi có mặt ở, sau một ngày giờ này tôi có mặt ở phòng cảnh sát giao thông Huế. Tôi hỏi là cho tôi cái quyết định ông không đưa. Tôi phải xin mãi công viện kiểm sát, bảo nhờ anh viện kiểm sát nói cho tôi mấy tiếng. Thế là ông viện kiểm sát bảo tôi xé cho người ta đi. Đấy lúc này tôi phát cho mọi người đấy. Thì bắt đầu ông mới xé. Đúng không? Ông xé cho tôi cái quyết định. Thì tôi bảo bây giờ tôi sẽ hợp tác với anh, kể cả tôi phá cả cái xe này ra để cho anh Lục. Nhưng anh phải cho tôi biết anh đi tìm cái gì. Anh đi tìm cái gì tôi sẽ cho anh tìm. Sau khi anh tìm không có cái đó, anh phải chịu hoàn toàn những cái thời gian từ hôm qua giờ anh cẩu xe tôi về. Và những cái tổn thất mà anh cẩu xe tôi để ảnh hưởng đến hư hỏng xe của tôi. Đấy. Thế giờ này bây giờ các anh bảo tôi đưa chìa khóa. Chìa khóa đâu tôi có.
trong khi ông tự động cấu xe về. Giờ này ông phá được cái niêm phong rồi, vì niêm phong về đâu với niêm phong, ở ngoài hà đường thì ông không niêm phong. Tôi cá với cộng đồng mạng nhá, nếu cảnh sát giao thông mà đưa ra được một cái clip niêm phong xe tôi ngoài đường, tôi nghỉ nghề luôn nha. Nhưng mà tôi lại đưa được cái clip của cảnh sát giao thông không niêm phong xe tôi ngoài đường, tự cẩu về đây. Qua một đêm rồi, qua một đêm bây giờ này bảo tôi mở khóa, khóa đâu tôi mở. Thế bây giờ cảnh sát giao thông với quản lý thị trường đang đi tìm thợ phá khóa, phá tài sản của nhân dân, tài sản của nhân dân và tài sản của tôi. Đấy. Tôi hỏi bây giờ anh không nói cái món đồ gì, cái hàng hóa gì anh đi tìm. Thì bây giờ anh lên xe, anh bỏ đồ lên đó, ai chịu trách nhiệm cho tôi? Tôi hỏi các anh như vậy thôi. Mà kể cả giờ đây cái ông phó phòng là ông Tuấn phó phòng, tôi bảo anh cho tôi cái tờ giấy là anh thể hiện là người chỉ đạo trực tiếp vụ này, ông cũng không cho tôi cái tờ giấy. Ông sợ làm xong cái không tìm ra hàng lậu cái ông bị ảnh hưởng. Cái ông quản lý thị trường cũng cho tôi một cái tờ giấy gì đó thể hiện là tôi chở hàng lậu, không có. Chả có cái quyết định nào mà là quyết định là ghi là có dấu hiệu nghi ngờ chở hàng gian lận thương mại, à nghi ngờ chở hàng lậu. Đồng ý anh cái quyết định nghi ngờ chở hàng lậu, nhưng anh phải cho tôi biết cái hàng lậu là hàng gì. Thế cho đó tôi biết hàng lậu là hàng gì đấy trời. Phải cho tôi biết chứ. Tôi thì tôi chỉ phát thế này thôi, là bởi vì sao? Tôi phát thế này để cho cộng đồng mạng biết là nếu tôi vi phạm, nghe không? Thì tôi phải chịu trước pháp luật. Nhưng vi phạm phải thông báo với tôi ngay từ lúc ngoài đường là xe tôi vi phạm cái gì. Còn anh cẩu cái xe của tôi nhé. Các anh thử nghĩ coi họ làm được không? Tôi, các anh thử nghĩ coi. Tôi hỏi cái anh bạn này. Bây giờ Lục có đồ thì có xử lý được tôi không? Trong khi anh cẩu cái xe của tôi từ hôm qua giờ về đến đây, anh để qua đêm ở đây. Hả? Anh cẩu cái xe tôi về đây, anh không cho tôi một cái tờ giấy gì thể hiện anh cẩu xe. Thế thì lấy cơ sở để xử lý tôi. Mà các anh làm việc, các anh làm việc không có một cái gì để mà xử lý người dân, thì anh làm việc phải là giả trạng xe cáp Biển Đông không? Buồn lắm.